Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh Nút Kim Tiền Hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay Tuyền lên ít dây hàng. Hôm nay là hàng trên trên video ha, đây mấy anh chú ha, Tuyền sơ lược ha. Hôm nay dây cẩu nhiều. Cái bao này dây cẩu hàng mà em ghi số là hàng không có số lượng mấy anh ha. Em mà ghi số ở đây mấy cái cẩu này là nó có một số lượng thôi. Còn hôm qua cái clip trước em lên cảo cái máy tăng nè, máy tăng đơ cảo nè, cái này thì bữa nay em soạn lên một mớ này chắc cả tầm chục cộng á. Thì mấy anh nào mà dặn em soạn á thì bữa nay mấy anh theo dõi clip và chốt giùm em ha, chứ em không có gửi riêng từng người. Thì mấy cái này hàng thì em đã tiện chọn nó ok hết rồi, thì giá của nó là 80.000 một cái đó. Đó thì đây là công tác cầm cái chục cái đó mấy anh ha. Rồi dây cẩu ha. Rồi thì búa rìu bên em nè. Đó. Búa rìu thì để em sơ lược ha, rồi em sẽ vô chi tiết. Đó thì những cái dây cẩu này là số lượng nhiều ha. Cái mặt hàng nào mà có số lượng nhiều thì em báo. Đó, thì còn đây là những cái mặt hàng bên mình đây. À cưa số 1, số 2 thì hiện tại nó đang hết rồi mấy anh ha. Cái này chắc là tầm phải qua tuần, chắc là phải qua lễ mấy anh ha. Qua lễ. Bữa giờ em gửi đơn có bị sót nhiều á. Sót nhiều mấy anh lâu quá không nhận hàng đấy, thì mấy anh nhắn lại giùm em. Còn lưỡi cưa với cưa số 1, số 2 á, mà mấy cái cưa thanh lý á thì mấy anh thông cảm ha, đợi qua lễ hàng về em gửi ha. Còn đây là cưa này, cưa chơi trên cành cao nè. Cưa này 80.000 một cây nè. Cưa này hôm qua mới về, bữa trước thôi. Thì cái clip này bữa trước em cũng lên rồi nè. Cây cưa này nó dài 4-50 mấy anh ha. Cái này là cây cưa Trung Quốc mấy anh ha. Lưỡi cưa này cực kỳ bén luôn. Thì hàng mấy cái hàng này em mua á. Em mua dưới được cái giá hành lý á, là mấy cái này nó bị ẩm giấy á mấy anh nha. Phải ẩm mà nó ẩm ít thôi mấy anh. Ẩm rất là ít nha, chứ không phải là nó nè. Cái này nó em gỡ ra nó dính cái bao bì á, nó dính cái chút xíu đây thôi. Lưỡi cưa cực kỳ bén. Cái này á mình có cái lưỡi này nè. Mình giật cây nhỏ những hoặc là mình hái trái cây gì trên cao ha. Này 450. Cái lưỡi 450 cán nè, hoặc là mấy anh về bắt thêm cái cán dài vô. Cán dài vô ha. Cây này thì 80.000 nè. Nhưng mà cây này á nếu mà nó không có ẩm nhẹ thì cây này giá nó không có giá này đâu mấy anh ha. Nè, cái đó nó nằm ở trong cái bao bì này nè. Để em canh em mua mấy cái hàng mấy cái giấy hàng đó coi, để bị lỗi nhẹ như vậy nè, đặng cho nó rẻ. Cái cây này có chỗ bán 200 mấy cây lận á mấy anh nè. Đây nè ha, cái này nó ẩm giấy á, nó sẽ là đó, nó một hai dấu gì á thì em có báo cọ gõ trên video mấy anh nha, chứ mấy anh kêu lấy cây mà sáng giới luôn không có nha. 80.000 một cây này thôi. Cưa rất là dài. 80.000 như cưa nè. Còn cái cưa này cưa giật cành trên cao cây này cũng hết rồi, còn cái mẫu thôi. Cưa này cũng hết rồi, còn cái mẫu thôi ha. Một cái cây này á là cũng của China luôn nha. Cái này hàng nội địa chung. Cái lưỡi này nè. Lưỡi này là lưỡi cưa trên cao ha. Giờ mình gắn lưỡi, rồi giờ mình cây này là nó có một cái lưỡi nè. Lưỡi cắt cành á. Cái này mình giật á ha. Giờ mình cũng chơi vô. Cái này nó còn cái mẫu thôi mấy anh. Nay mẹ nào chốt về cái mẫu ha, 150 nè. Tại này cái mẫu làm tháo ra. Còn cưa này cưa thanh lý luôn nè. Nè, cái lưỡi nó cũng bị vậy nè. Nó 15.000 cây à. Còn mấy anh nào mà mua 10 cây thì giá 120 ha. Cực kỳ bén luôn. Lưỡi này dài 21 á. Cái nào nó cũng vậy mấy anh nha. Tại vì nguyên cái lô nó bị ẩm rồi, bị ẩm rồi thì nó sẽ bị vậy á. Cái này mấy anh mua mà về nhiều chưa xài á, về mấy anh tháo luôn cái vỏ này ra đi, rồi cái mấy anh thay dầu vô ha. Đó, cái này nè, mấy anh mua mà 10 cây vậy nè thì nó 120.000 ha. Thì cái những cái sản phẩm bên em á là giá chưa có bao gồm số ship nha mấy anh ha. Mấy anh nhận hàng thanh toán đơn và ship, hoặc là 300 trở lên chuyển khoản tiền bao ship. Đây còn thùng đạn nha, thùng đạn thì 300.000 một cái. Thùng này thùng 7 lít nha. Đó, thùng 7 lít 300.000. Rồi bây giờ em xuống số 1 luôn đi hen. Đây số 1 thì một cái dao nè.
dao nè ha, chữ nhật in chìm ha, chỗ này là nó khâu đồng ha, tán đồng đây một dao xếp, dao thép dạng này á, thì nó cực kỳ bén mấy anh nha, cán gỗ còn ok luôn ha. Cái này trời ơi má ơi, cái này ha số 1 100.000 mấy anh ha, 100. Rồi số 2 nè, đây chữ nhật in chìm luôn. Mấy con dặn dao thép này á thì nó cực kỳ bén nè, cực kỳ bén lắm luôn. Mấy cây này mà hồi xưa mà bà nội em có một cây mà kiểu như trẻ cao là hơi bá cháy. Rồi số 2 70. Rồi số 3 nè, chữ nhật in chìm ha. Mấy cái lưỡi này thì mấy anh nhiều mà khi không bén lắm á thì mình mài lại, chứ mà thật chất là tiền gờ vậy là cắt là bén rồi nè. Cán gỗ đầu còn ok hết ha. Lưỡi này nó cái lưỡi này nó không bằng với cái lưỡi kia, nó có giấy xài nè. Rồi số 3 ha, 70. Rồi số 4 nè, lưỡi cắt này, lưỡi cắt gỗ hộp kim mấy anh nha, lưỡi cắt gỗ hộp kim nè, cốt này cốt 20 nè ha, lưỡi 101. Cái này số 4 nha, mấy anh chốt hàng á, mấy anh nhớ nói cái số thứ tự này nè, nó mới dễ chốt hàng ha. Số 4 30.000. Số 5 nè, số 5 này là cái mũi khoan taro, xài cho máy bắn vít nha, xài máy phân pin á. Cái này là nó khoe nó từ 10, 18, 6, 5, 4, 3 ha. Rồi cái hộp này ha, số 5 100.000. Rồi 6, 7 cái mở đó mài em hết rồi ha. 7, 8, 9, 10. 9, 10 là cái mỏ lết. Đây, mỏ lết này xay 300 ha, xay bành kỳ nhưng mà giá nó có 90.000 thôi. Tại vì hàng này nó hàng dỗm nha. Hàng này nó, hàng mấy cái hàng này của Trung Quốc. Trung Quốc nhưng mà cái Trung Quốc này nó loại 2 mấy anh. Cái mỏ lết này nó loại 2 nha, chứ nó loại 1 quá, có giá này bữa bà kêu số loại 2 cũng ok, nhưng mà em thấy cái nó thép nó không có được đẹp. Cái này số 11 nè, 90 nè, số 10 70 nè, xây 250 ha. Đó, nói chung là hàng nào xịn em nói xịn, còn nào nó dởm mà. Cái này số 9 nè, cái này xay 200 á, mỗi lớp xay 200 có 50.000 thôi mấy anh ha. Nói chung là mấy anh nào ít xài á thì mình mua mấy cái này á, mình để ở nhà mình khi mình cần thiết mình dặn thôi, chứ còn mà xài nhiều á thì này xài nhiều không nên mua cái này đâu. Mua này thì xài hai về dặn mấy lâu là nó hư rồi. Rồi số 13 nè, 13 cây này Kabushi, cây xịt hơi ha, xịt hơi Kabushi, xịt hơi anh chìm nè. Nó còn có thêm một cái xịt trong kẹt nữa nè ha. Cái này số 13 80. 14. Đây 14 mũi phan thép mấy anh ha. Này phan thép phan inox nè. Cái này của Avatar thì mấy anh có thể là tra lên mũi khoan Avatar. Thì nó công nghệ của Đức mấy anh nha, của Đức. Nè. Germany nè ha. Germany. Cái mũi này là mũi 11, mũi 11 nè. Còn nguyên cái combo này thì nó từ mũi 2 chấm nè, 2.5 nè, 3 chấm nè. 3.5, cái mũi 3.5, ủa 3.2 chứ, 3.2 mấy anh ha, 3.2 là cái mũi của Boss. Rồi, còn như là của Avatar hết. Cái này là mũi 4.5 nè, 5.5, 6.5, 7.5 và 8.5 ha. Đó, nói chung là mũi khoan á, lúc nào mấy anh có theo dõi kênh em thì biết, cái mũi khoan sắt thì em báo là mũi khoan sắt, là không có khoan thép inox rồi, là nó không có nổi, hoặc là qua mình khoan inox mỏng nha, còn inox dày là mình không khoan được. Còn mấy cái này á, là mũi khoan thép khoan inox nè, thì nó mũi của nó, chất liệu mũi của nó sẽ nặng hơn á, cảm giác nó cầm lên nó rất là, mũi nó rất là đặc. Rồi cái mũi này 11 thì mấy anh có thể là tra trên Glay á, là mũi khoan ha, Avatar nè, nó mũi đó hả. Cái này nó có số lượng thì mấy anh chốt một mấy bộ cũng được ha. Nè, hoặc là mấy anh có thể là mua thêm mũi. Thêm mũi ha. Mấy anh cần xài cái mũi khoan nào nhiều á, nhiều á thì có thể mua thêm. Đó rồi, combo này nó 10 mũi là số 14 mấy anh, số 14 ha, 120.000. Rồi 15 nè. 15 cái này á, dít này là cũng gọi là thanh lý luôn mấy anh ha. Thanh lý thì biết không? Do nó bị rỉ. Nó không phải bị rỉ, nó bị sét, nó lớp một lớp sét rồi ha. Chứ hàng mới nó về á, lúc mà hàng mới nó về nó không có bị sét này. Cái này bây giờ nó bị sét. Đó, thì cái combo này á nó đầy đủ luôn mấy anh.
2 4 6 8 10 12 14 16. 16 là 32, 32 là thêm cái đầu nói đó nè ha. Cái đầu nói này để mình dặn trong kẹt dài đầu đó. Mình nói thêm ha. Xài đầu chui lục giác thông dụng ha, 6 ly. Cái này mũi cộng nó rất là nhiều nè. Mũi cộng là từ 0 nè ha, pH 0 tới 1 2 3 ha. 0 1 2 3 nè. Rồi trừ nhỏ tới lớn nè. Rồi cái này lục giác nè. Rồi dít sao nè, sao là từ nhỏ tới lớn luôn nè ha. Đó. Nói chung là combo này nó có 80.000, nó rất là dễ sử dụng luôn. Mà hàng thì nó xét cái này nó không có quan trọng anh. Tại này nó không có lớp dầu á cho nên nó bị xét, còn anh về á mình cái này để rồi số 15 80.000 ha. 16 nè, khò ga. Hình như khò ga cũng gần hết. Khò ga 16 nè, 70.000 ha. Nói chung là cái này xài rất là ok mà giá nó rẻ em. Rồi số 17 nè. 17 Kawashi nè. Kawashi, cái này là công nghệ tiêu chuẩn của Nhật luôn ha. Nhưng mà mấy cái hàng này á mình sản xuất là ở nhà máy ở Trung Quốc nha. Nè, Kawashi ha. Cái hàng này hàng loại chuẩn nè. Thép nó rất là đẹp mấy anh ha, thép cực kỳ đẹp luôn. Nhìn nó rất là chắc chắn ha. Nói chung là cái thương hiệu Kawashi á được đánh giá rất là cao. Rồi số 17 180.000 ha. Số 18 120 một kèm rút UV nè. Nè ha, made in China Kawashi. Đó, cái này thường á mấy cái hàng mới mà hàng này á thì nó rất là nhiều loại, 1 loại, 2 loại, 3. Đó. Cái này số 18 120.000. 19 cây cắt kẽm nè. Đó. Cây cắt kẽm này cắt kẽm gia đình ha. Kẽm biết cái kẽm này. Mấy cái này cắt kẽm gia đình thôi, giá 70.000. Cắt bén. Cắt này là sáng lưỡi nó bay cái lớp sơn chống rỉ nên nó ra thôi chứ còn không mẻ lưỡi. Cái này số 19 70. Ở đây không có cái mã số nào mình đi lên 20 ha. 21 22. Dít. 21 22 đầu dít nha. Đầu dít này là đầu dít vít sale ha, dít thử điện nhưng mà bây giờ hàng bãi nó về có cái nó bị vô nước đây nè, tiền sợ là không có thử điện được nên mà tiền không có bao thử điện mấy anh ha. Cái này á là nó mũi dít của nó nè. Cái này pH 2 nha. pH 2, đầu này là pH 1 nè. Có cái đầu pH 3 nữa nha. Nè. pH 3 nhưng mà cán dít là mình gắn vừa đây hết, còn mấy mũi dít này là mũi dít dẹp, dít xịn ha. Nó rất là nhiều đầu mũi dít xịn của dít dẹp. Rồi cái này số 21 100.000. 22 nè, 100.000. Cũng 3 mũi cộng ha, giờ trừ nó nhiều. Cũng cán của Vixel luôn. Rồi số 22 100.000. Số 23 thì kìm cắt ống nước nha. Kìm cắt ống nước, cái ống này đó tầm ở này nó 42 độ lại mấy anh ha, của Kawashi luôn. Cái này lò xo mạnh ha, nó mẫu mã thiết kế đẹp, cầm rất là chắc luôn. Rồi cái này 23 120.000. Rồi 24 một cây kìm điện Kawashi. Cây này dài 22 mm. 22 mm ha. 22 xăng là 220 mm. Đây cái này nó tuốt điện ha. Tuốt điện. Rồi nó có lỗ bấm cót nè. Bấm cót nè ha. Rồi cái lưỡi cắt nó rất là dài. Nó thiết kế lưỡi cắt rất là dài mấy anh. Mà thép nó là cực kỳ ok luôn ha. Cái này á tuyển cắt dây nè. Cắt kẽm nè ha. Cắt kẽm nè. Trời ơi, cắt ra cái nó sáng cái lớp sơn chỗ này. Này mình cắt điện, cắt kẽm nó ok hết. Rồi găng nó nè, đó. Cái này nói chung là cái sản phẩm này nó rất là ok luôn. Cái này số 24 170.000 ha. Rồi số 25 nè, 25. Cái này mình cắt dây kẽm nhỏ nè, kẽm dây kẽm dây nhôm linh kiện rồi các thứ ha. Cái này size 16 cái này mấy anh ha. Nè. 16 cái lưỡi, mũi nó thiết kế cái dạng mũi nhọn mà vậy nè, nên dễ rất là dễ cắt. Rồi số 25 70.000 một cây kìm cắt nè. 26 nè, cây này cây kìm nhọn 70.000 luôn, cây này nó dài được 19 nè. Ủa kìm nhọn. Này hết đúng không? Ờ kìm nhọn hết rồi anh nha, cây này bữa nay còn có cái mẫu. Hàng chắc qua lễ mấy anh, hàng qua lễ nó về nhiều. Cái này 27, cây này cây bấm cót luôn ha.
190.000. Rồi 28 nè. 28 cây này cây kiều mẫu quả Kabushi luôn. Đó. Mẫu quả 250 ha. Cái này 95.000, số 28. Rồi 29 là một cây cưa sắt. Cây cưa này nano, chữ in chìm ha. Đấy, mấy cái hàng này là sản xuất hàng mới, này là sản xuất tại Trung Quốc hết anh nha. Nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Rồi số 29 70. Rồi 30 nè. 30 cây kéo tỉa. Cây kéo này ha. Nói chung là hàng mấy cây kéo này á, bây giờ nó thiết kế á, nó vừa cắt bén mà nó vừa cầm rất là im tay á mấy anh. Cây này á, cây này kéo tỉa nè. Giá 50.000 ha. Mà lò xo rất là mạnh, lưỡi kéo rất là sắc bén luôn. Nói chung cái này không phải nó mới về nó bén mà Tuyền nói đâu. Cái này là Tuyền có xài luôn ha. Nhiều người xài lắm rồi rồi. Cái này nè, số 30 50.000 nè. Rồi 31. Cây này, cây kéo này 60.000 ha. Nó có thêm cái lò xo. Cái này Tuyền giao cho hàng á, mấy anh á là giao hàng trong hộp ha, chứ không phải cái này tháo ra mình test cây đồ ok thử á. Cho nên là nó bị xét thôi ha, chứ còn Tuyền giao hàng cho mấy anh là trong hộp nha. Rồi số 31 60. Rồi 32 nè. Cái này Kabushi 32. Nè, cái này thì đó ra. Nói chung mấy cái mẫu này, mấy cái này để liếc nó bị xét. Tiền kêu người ta bảo quản kỹ nhưng mà tiền không có kỹ, tại vì nhiều hàng quá thì nhiều khi cái lấy cắt rồi thôi. Cha nè. Rồi số 32 100.000 ha. Rồi 33 nè. 33 cây này cây V9A ha, V9A. Cái này nè. Bấm là nó bật lò xo lên ha. Cây này 33 ha, giá 100.000. Rồi 34. Cây này là V8A. Đây. Mấy cây này bấm cái đó nó nhảy lò xo lên ha. Cây này 120.000 ha. Rồi 35 nè. 35, cây này 145.000 mấy anh ha. Nè. Cây này mẫu là lưỡi mẫu, lưỡi cắt phơm mẫu rồi, nó rất là đẹp. Rồi, cây này số 35 145.000. 145.000 số 35 ha. Rồi 36 nè. Ý, bữa nay soạn ra rồi còn dũa nè mấy anh ha. Đây bữa nay dũa mấy cái này nó bị lớp xét áo ngoài nè. Nè. Cái dũa này là chưa xài hết mấy anh ha. Ba cái dũa này là dũa bán nguyệt nè, bề bán nguyệt ha. Bề phẳng nè. Hàng chưa sử dụng ha. À, tem mạc nè ha, tem mạc. Nhưng mà dũa này là của Trung Quốc sản xuất nha. Hai cây này hai cây dũa thưa. Đó. Rồi số 36 năm cây này 100.000, 36. 36. Lấy bao tay đi bạn ơi. Lấy cho tập bao tay. Bao tay à, cái nó qua nó dơ rồi. Ủa cây thuốc, không thấy cây thuốc. Rồi 37 combo cưa cũ cả qua sử dụng rồi mấy anh ha. Xài chồng còn hao muốn xài. Rồi 37 để coi combo cưa. Bữa nay có combo mấy nay mấy anh hỏi chơi hôm cả không thấy lên đồ nghề quá trời luôn mà hàng cái bao dây nó về á mấy anh không có nó chiếm cái diện tích để mà mình soạn đồ nghề cho nên là đây à, đồ nghề em chưa có soạn lên được nè. Cái lưỡi này là lưỡi chưa xài, nó bị xét nè, này nó mắc cái bao nè ha. Cái này cái cương ắt này. Đó, mấy cái này mấy anh cưa này lưỡi còn bén nè. Cưa này còn đã qua sử dụng, cái này mấy anh về thay dầu lên. Gom Tago nè. Cái này cán rồi mình xài bền lắm nè, mình thay lưỡi, thay cán rồi. Cái này combo lưỡi ha, lưỡi rồi cây luôn. Nè. Này cưa mộng nè, kèm theo một cái dũa nữa mấy anh ha. À cái hàng này hình như cái combo này.
combo này hình như là bữa Hoàng về hay sao nè. Chứ thường cô này em hết. À đúng rồi, mẫu này hình như Hoàng về nè. Khách đặt hàng xong khách đi du lịch thế gì nè, khách đi du lịch nên không có nhận hàng nè. Hả? Đi Thái Lan hả? Cái này nó gãy một miếng mà anh ha, gãy một găng đây nè. Đó. Rồi combo này mấy anh về làm cán rồi xài ha. Rồi cái này số 37 là 100, cây này còn rưỡi bé. Cây này chưa xài nè. Rồi 37 100 nghìn một mớ cưa này ha. Rồi 38 cái hộp này hộp đầu tiếp nè. Đầu tiếp cái này là đầu 3/8 ấy anh ha. Cái này nó có thêm một cái cây vít. Cái này mấy anh dặn vít nè, cái cầm chữ T này mình cầm mình dặn ha, rất là mạnh ha. Đây, với cái này nó nguyên. Dạ. Nó nguyên gì vít đây luôn. À, ngon lành ha. Cái này vít cộng, ba vít cộng nè, ba trừ nè, rồi vít trục giác nè ha, nguyên combo này. Để gắn vô cho mấy anh. Đó, nguyên bộ nè. Cái này cái cán này mình xài cho cái bộ 1/4 nè. Đó ha, 1/4 là nó gồm nè. Cái này 8 nè. Cái này 5.5. Rồi cái này 5. Cái này là cái đầu chuyển từ 3/8 xuống 3/4 nè. Thì cái đầu này đầu vít đầu chuyển luôn nè. Này phần. Rồi cái này 3/8 từ mấy ta? Từ 17. 17 nè. 19. À, 17 19 có cái áo phải này phần rồi. 3/4. Đúng, cái này cỡ 19 đó. Màu phần 17 19. Có cái nó bị xét mà anh ha. 17 9/16. Cái này 14. Cái này 11. Cái này 12. Cái này 10. Cái này 13. Rồi một đầu chuyển luôn. Cái này 3/8 chuyển lên 1/2 nè. Mấy anh nào mà có khẩu 1/2 thì gắn vô luôn ha. Nhớ kêu còn giòn thú ha. Rồi cái mấy cái đầu tháo bu đi. Ủa cái này nào 14 là 20.16. Cái đầu này thường thuộc dài luôn. Rồi một cái đầu nói dài thường thuộc luôn ha. Đầu nói dài, đầu nói ngắn. Rồi nó combo này ha. Rồi thêm cái hộp. Được gì trơn mấy cha. Đó. Đó. Ok. Rồi số 38 250.000. Bài này nó hơi chốc nước sơn mấy em ha. 38 250.000. Rồi 39 nè. Trời ơi. Lụm được gỗ đồ nghề. Đây. Hai cây cưa. Trời ơi, lưỡi cưa sắc bén luôn nha. Trời lục giác cái này em hút đại vô. 17. Giác này 17, cái này 39 ha, 140.000. Cái gỗ đồ nghề. Vít nè. Cây vít này cây vít bát 3 vít đóng luôn nè. Rồi vít này là vít dẹp nè, vít không cán ha. Cái này về mấy ông gắn cán vô là xài bá cháy. Cái thép nó ba cực kỳ xịn luôn á. Rồi một cây kìm. Kìm này lưỡi nó hơi hở nè. Mấy anh có thể chắc là cắt kẽm là ok, mũi này mũi dày cắt kẽm là bá cháy á. Rồi một cái L. Chắc là 23, 24. Rồi cái sủi. Rồi chìa khóa nè. Chìa khóa. Cái này. Lục giác. Tiền cá nè. Chìa khóa 10, 11 nè. Càng 13 nè. 14, 17 nè. 18, 19 của Trung Quốc. 12, 14, 7,
5, 8, 9, 10, 21 nè. Đó, chìa khóa nói chung cũng lớn nhỏ ha, cây này 15 nè, 10, 12, một cái hút, hút 5 mét rưỡi. Rồi lục giác dích thư điện nữa nè, rồi kéo. Đó, một gỗ này có 140.000 mấy anh ha, 140.000. Rồi rồi số 40 nè. 40 là cái gỗ bánh xe này thanh lý mấy anh ha, thì nó sẽ lộn xộn, cái này mấy anh về bắt được hoặc là chế đồ nè, kêu là ok. Cái này 65 x 25 nè, bánh master nè ha, bánh này nó có khóa. Đó. Rồi cái này chắc là phi mấy đây, rồi cái này 65 x 25 luôn mấy anh ha, bằng không, bằng đó mấy anh, 65 x 25 luôn nè. Cái này bánh trắng ha. Rồi cái này nó được cái này hai cái nè, khóa bị ba cái nè, ba cái 65 x 25 nè, hai cái này 75. Rồi cái này là xong rồi, đựng bộ rồi nè, đó bằng nhau đựng bộ rồi nè. Cái này hai cái này 75 nè, rồi cái này H6 nè 75, cái này bánh bự đó. Nhưng mà kích thước có thể là bằng nhau hết á, anh có thể về mình chế ha. Rồi một cái bánh sắt nữa nè, rồi hai cái bánh chim, hai bánh này bành kia luôn nè. Đó bây giờ là mấy cái hàng này là rồi, nội hai cái này không là bán hết 350 rồi đó. Rồi bây giờ combo này nguyên cái gỗ này ha, số 40 250. Rồi tới 41, đây là cái cẩu tăng nè. Cái này là tiền không có vệ sinh, bụi thôi nè. Nó là một bên móc nè ha, quay cái quạt, trời ơi nó quạt trong kia kìa, nóng thấy bà nội luôn vậy đó. Cái bảng này là bảng 5 phân á mấy anh, cái bảng này bảng 5 phân ha. Cái nào này ở nhà mấy anh mà có dây á, có dây bảng 5 phân này á, về là mấy anh gắn dây vô là cảo bình thường ha. Nè khi mà mình dở cái này lên nè, dở lên thì kéo lên cái xuống nè, rồi đặng mình thay dây ha. Còn cái chết mẹ rồi đó, cái này là mình cảo ok ha. Cái này không có vệ sinh nè, gít bảng 5 phân á. Rồi cái này là nó, cái này là số 41 mấy anh ha, là nó 80.000 một sợi vậy ha. Thì ông nào cũng kêu là lựa cho anh cái đẹp, cái đẹp thì cái nào nó, nếu này là cái này nó ok hơn à. Cái này đi ra vệ sinh đi, đây xịt G7 vô nó nhả xét ra, là nó nhả xét ở trong góc đó nè ha. Cái này nó dính bụi mấy anh nè, bụi nó dơ nè, chứ còn nè nó không có xét. Dây nó dơ ha, cái lô dây này, mấy cái này nó nằm ở dưới nó dơ quá. Đó, bảng dây 5 phân luôn nè. Cái này mấy anh gắn vô rồi tăng cảo thôi. Đó, là nó được được mấy sợi luôn á. Này cả chục sợi. Ok á, cái nào nói chung là tiền kiểm tra á, ok rồi tiền gửi. Số 41 80.000 một cái nha. 80.000 một cái nha. Nè. Ở đây thì nhìn nó đẹp ha, còn bên đây nó bị nè, nó nằm chỗ nào mưa, chỗ nào nằm nó nằm bị nước mưa là nó bị gì đó mấy anh ha. Dây nè, tính ra là cái bộ dây này còn rất là mới luôn nè ha, mới đó. Đó ok ha. Cái nãy đó hả, nè này xịt dầu vô rồi nè, nói không cái nào nó bị ấy á, cái mình xịt dầu vô là lâu quá không xài á ha, lâu quá không xài cái mình ấy đó. Đó này nó để coi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cái nha anh nha, 14 cái lận á.
rồi nó móc vô đây rồi lấy gì tháo ra bà thần. Ủa sao nó móc vô còn hơ vậy trời. Ủa sao nó móc vô đây còn hơ vậy. Nè thấy không mấy anh ha, cái nào nó cũng đẹp. Bản này là tiền lựa là bản này là bản thông phân hết mấy anh ha. Cho nên là mấy anh cứ chốt mấy cái thì cứ báo cho tiền. Nói chung là mấy cái hàng này á nó lâu lâu nó mới có, còn cái hàng mới thì nó có hoài, chứ mà hàng này lâu lâu mới có thì mấy anh nào thấy hàng mình chốt. Cái nào cũng ok hết mấy anh ha. Đó. Cái nào cũng có một đầu móc hết trơn nha. Nè, một đầu móc nè, rồi mấy anh về gắn vô mà tăng thôi ha. Ok hết á. Rồi, bỏ qua bên đi. Thử vậy coi. À, nói chung là tiền bao bao mấy anh tăng luôn á. Cái nào tăng không được thì trả đây. Cho 80.000. Có tôi bảo hành trọn đời tôi nhé. Rồi 42 nè, 42 cái này nó có cọng dây. Cọng dây này nó thấy nó cảm giác nó trung bộ với nó thì cho nên là cho nó đi một cặp luôn ha. Cho nó đi một cặp. Cái dây này á là nó 6,5 m mấy anh ha. Bản 5 phân 6,5 m nè, dây còn rất là đẹp luôn. Mấy cái hàng này á nè ha. Dây nó đẹp mà chỉ có cái là nó dơ thôi, hàng bãi thì nó dơ thôi chứ dây thì nó đẹp. Nè. Cái này còn đẹp nè. Ha, cái này nên tiền cho nó đi một bộ luôn, móc nó nè. Ha, móc đẹp ha. Đó, rồi combo này số 42 ha, hai cái này, một cặp này ha, 42 nè, 170.000. Rồi 43 nè. 43 cái bản này là bản 4 phân. Đây, chính xác bản 4 phân. Cái dây này là dây 9m 4 phân ha. 4 phân dây 9m. Dây này là dây dày ha mấy anh ha. Dây này là dạng dây dày. Nhìn cái cuồng nó chậm bá nè ha. Rồi đây là cái cảo này cũng 4m nè. Cái tăng này á ha, nhìn nó xét. Nó bị nhiễu mưa bên đó. Thấy không? Cái này không có xịt dầu vô là nó bị ấy à. Cái này là cái nào mà thấy xét cái đó là nó không xịt dầu vô là nó bị. Cái này bản 4 phân. Rồi 43 150.000 cái về mấy anh để em để vệ sinh lại cho. Vệ sinh lại mà gặt ok á, cáo tăng ok thì gửi nha. Rồi 44 nè. 44 cuồng này cũng là 9m nè mấy anh ha. Mấy cái cuồng này rất là mới luôn, mới ton. Nhưng mà cái này tiền thấy bản nó bằng nhau á, bản 4 phân nó bằng nhau lên tiền để cho một cặp cho nó đi cho nó dễ. Đó, nói chung là nó không bị xét thì giờ mình gặt nó dễ ha. Rồi. Cái này số 4 đâu rồi? Cái này số 44 150 mấy anh ha, 150. Rồi. 45 nè. 45 cái này cái vỏ đeo để mấy anh đựng đồ leo trèo đồ đó, đựng kìm khóa mua lết rồi. Còn cái này là cái áo để mà đeo nè, để mà trèo á, nó đầy đủ gì á, giờ không biết sao mà diễn tả. Cái này thọt cái đầu trời. Cái này xong rồi mình nhìn á mình không biết cái gì hết trơn đó. Đeo chéo á, nói chung là chọt cái giò vô đó để đeo mà để mà leo chéo leo trên cây đó. Đây nè mấy anh ơi. Nè nó nè. Nó đủ thuốc kích thước nè. A D E B. Cái này nó bị mấy anh biết gì không? Nó còn mới luôn á mà nó bị ẩm á. Nó bị ẩm, nó bị thâm cọng dây này chứ đâu nó mận mới tinh luôn á. Mới tin luôn nè. Rồi nó nguyên cái bộ này nè với cái vỏ này nè, kèm vô mấy anh xỏ ngang trên dây cộng dây đeo á mình đựng đồ. Rồi cái
dùng dây điện cũng được mà. Cái này số 45 200 anh ha, nguyên bộ này 200. Rồi 46, rồi 46 ba cuộn. Rồi cái này bán về cho nó nhanh nè, 46 ba cuộn. Cái cuộn dây này 5m nè mấy anh ha. 5m, bản này là bản 4 phân. 5m bản 4 phân ha. Dây dài 5m á. Rồi. Rồi cái cuộn này là nó 5m luôn, có một cái đầu móc ha. Thì cái cuộn này nhìn nó đen ha, cái màu nó đen ha. Bây giờ mấy cái này thì để tiền, bây giờ tiền xả ra để cho mấy anh thấy luôn, tại vì mấy hàng cũ này nè mình xả ra ha, những cái gì để mình dễ nè. Mấy cái dây này nó cũ chứ nó chưa có đứt ha. Nói chung là này mình gàn đồ thì nó ok ha, nhìn nó bị cái màu nó cũ á. Nè. Ha, cái này 5m có cái móc ha. Đó thì giờ tiền bán combo. Đó. Nè, ok ha. Ok mấy anh ha. Rồi. Hai cuộn ha. Rồi cuộn thứ ba nè. Cái này ba cuộn 100.000 á. Cuộn thứ ba nè, nó có một cái móc nè. Cái bản này là bản bản nhiêu trời? 8,5m á. Cuộn này 8,5m chứ. À, đúng rồi, cái cuộn này 8,5m á mấy anh ha. Nè, nó có một cái móc. Dây này nè. Dây thì nó hơi cũ nữa ha. Nhưng để nè, cuốn không dây lại đây lại đi. Trời ơi, rảnh quá trời ngồi đó nhìn. Nè. Đó, cái này nói chung là dây nó cũ xấu nhưng mà mình gàn đồ còn ok ha. Nè. Cái này cuộn này tới 8,5m nó có cái móc. Đó. Mình gàn đồ nè. Rồi không có bị đứt theo mấy anh ha. Thì có nhiều khi có hàng nó bị lỗi á, dây thì nhìn mới tinh á nhưng mà nó đứt ở chổng á. Trời, ngày qua ông anh á, ông chốt cộng dây 5m 100.000 á. Giờ ổng có cộng một mà ngay cộng mà nó lủng nguyên lỗ luôn. Trời đất ơi. Ông nóng xui. Phải gửi phải bời bù chổng. Rồi số 46 là ba sợi này mấy anh ha. Ba sợi nha, 46 ba sợi nãy giờ em xả ra cho mấy anh coi đó, ba sợi ha. Rồi 46 100.000 nè. Rồi 47 nè. 47 combo này cũng ba sợi luôn mấy anh ha. Ba sợi luôn. Cái cuộn này là nó rồi, cái số ghi ở đâu rồi hết thấy luôn rồi. Không phải. Cái này là nhiêu mét vậy trời? 7 mét. Trời ơi, đo rồi mà ghi không thấy đường mấy cha. Cái này dây nè, nó bị dơ mấy anh nè ha. Đó, nó bị dơ nè. Dơ thôi nhưng mà dây còn ok ha. Cái cuộn này giống như cuộn 9 mét á nè. Đầu ngoài ha nó dơ mà đầu trong nó sạch nè. Đó. Đó, nói chung là hàng hàng này đó mình còn xài ok nè, nó dây nè. Nói chung là mấy cái dây cũ này thì nó không có số lượng mấy anh ha. Nó có mã trên số là hết rồi. Nó cộng dây này cũng ba cuộn ha. Số 47 này cũng ba cuộn nè. Bên đây mà có cái cùng cái móc. Cái cuộn này thì nó 8,5m đó ha. Cuộn này nó cũng 8,5m nè. Thì nó xấu thôi ha. Trời ơi. Chắc đâu. Ký đầu mày quá. Gió. Rồi cuộn này bị đứt rồi. Đứt đây mấy anh, 8,5m. Cuộn này nó đứt miếng bên đây rồi nè. Mà tàn ác vậy trời đất nghe cái móc. À bỏ mẹ hết mét gữ rồi. Mét gữ này mấy anh tháo ra gắn cái móc lại bên đây nè. Mình rút cái móc lại bên đây á thì xài ok á. Trời ơi dính cát má ơi. Đó. Nè quán cuộn này lại đi. Rồi. Rồi cái cuộn này là cái cuộn 7,5m luôn. 7,5m nè. Có cái móc luôn ha. Móc thì mình rất là dễ cẩu ha. Ê. Rồi đó, số 47. 47 cái cuộn này 7,5m. 47 thì 3 cuộn cũng 100.000. Ha. Đó, nói chung là cái này nó rẻ thì mấy anh về mình gàn đồ rồi ok. Cái giấy dây thì nó hơi không có đẹp ha. Đó. Nó không có đẹp. Gàn đồ ít hết rồi ok nè, nó ha.
Rồi cái này số 47 ha. 47 là 100.000 ba cuộn ha. 100.000 ba cuộn. Đà giá không? Cuộn là đàng hoàng chắc chồng lên nha. Rồi 48 nè. 48, 48 cũng là ba cuộn mấy em ha. 48 ba cuộn nè. Cái cuộn này có một cái móc, cái cuộn này nó cái này 5,5 m mấy anh ha. 5,5 m nè. 5,5 m có cái móc. Cuộn dây này đẹp ha. Cuộn dây này nhìn nó đẹp mới rồi cho nên là tiền khỏi xả ra ha. Đó. Rồi, cái cuộn này là 8m luôn. 8m. Cuộn này đẹp. 8m không có đầu ha. Ồ, không có đầu móc. Ừ. Rồi, cái cuộn này là 7,5 m. 7,5 m. Cái này nhìn nó có sừng. Cái ông này nó nè, cuộn này nó cũ ha. Rồi. Thì nói chung là mấy cái cuộn cũ này để xóa xả nó ra để coi nó có chóc. Chóc có đâu có đứt gì không? Đó. Tính ra nó cũ thôi chứ nó cũng được, không có bị đứt. Rồi, cái này ok đi ha. Rồi, số 48 nè, 100.000. 48 100.000. Mấy cái hàng quỷ này nó bự quá. 48 100.000. Rồi 49 năm đâu mẹ rồi. Ủa sao con cái này quên ghi số rồi? Rồi, 49, cái này dây cẩu mấy anh nha. Cái này cẩu, cẩu này cẩu 2m mấy anh. Cẩu 2m thì nó được 1 tấn. Cẩu 2m 1 tấn nè. Bản này bản này bản 3 phân ha. Đấy, cậu này 2m dày ha. Cậu này thì nhìn nó đẹp, không đứt. Hai đầu. Rồi, số 49 ha, 70. 49, 70. Rồi, 50 nè. 50 cái này cũng là cẩu 2m luôn. Hai đầu nha mấy anh ha, tại vì không có tháo ra cho mình. Nhưng mà dây cẩu nè, dây cẩu là nó hai đầu này nè, đó. Nè ha, cẩu hai đầu này nè. Nó 1 tấn ha, cẩu thẳng là 1 tấn ha. Cuộn này là nó cũng là 2m. Nè ha. Dây này nó cũng còn đẹp. Nó không có bị sần sượt nè. 50 ha, 50 70.000. Trời ơi. Cột lại cái coi. 50 50.000 rồi, 51. Ủa 50 70. 51 hay 50 nha. 51 50 là cộng này nó có dấu đây nè. Nó có dấu cắt. Đây nè. Dấu nhỏ xíu đây nè ha. Cái này nó cũng 2m, 2m 1 tấn anh ha, 2m 1 tấn. Cái cộng 51 50.000 ha, nó có một cái dấu. Rồi 52 nè. 52 cái cuộn này nó 1,5 m. 1,5 m mà mấy cái cuộn này 1,5 m mà nó 2 tấn ha. Bản nó dày. Cái bản này nó dày mấy anh ha, bản dày 5 phân. Bản dày 5 phân ha. Cái dây này còn đẹp nè ha. Nhìn ý là nhìn không có bị chóc, bị sứt ha, bị sự đâu hết á. Rồi số 52, cái cuộn này 1,5 m là 70.000. Rồi 53. 53 cuộn dây trơn. Dây này 4 phân, cái dây này mấy anh mua về mình xỏ vô mình gàn ha. Cái này nó 7,5 m. 7,5 m, số 53 60. Dây này đẹp, mấy cặp dây đẹp đúng không ha. 53 rồi, 54. 54 đâu? À 54 đây. 54 hai cuộn này, hai cuộn này giống như nó không còn đẹp nè mấy anh. Hai cuộn này không bằng đẹp, mấy anh về mới dặn như mình cẩu đồ nhẹ. Cái cuộn này 2m nha. 2m thì nó đẹp nè. 2m là 1 tấn, 2m cẩu 1 tấn. Nó có sự miếng nè. Một cuộn 2m. Cái cuộn này nó bị cái cuộn này 5m mấy anh ha. Đây nè, nó bị sự đây nè. Đó, cái này mấy anh cẩu hàng nhẹ, cẩu kiển, mấy cái chậu kiển nhẹ hay là gì đó. Bản này bản to, bản này mấy cái bản này là nó tải tới 3 tấn lận, nhưng mà dây này nó bị xấu rồi ha. Rồi cho nên combo này nó hai sợi này, số 54 hai sợi này là 70.000 mấy anh ha. Nó rẻ thì mấy anh nào mà thấy mình xài được thì mình chốt ha. Rồi 55 nè. 55. 55 cẩu này đâu rồi? Cái này 2m mấy anh ha. 2m nè. 2m 2 tấn. Tẩu thẳng.
tối đa được 4 tấn luôn nè. U 2 tấn 8, thẳng 1 tấn. Bản này bản to luôn, bản bành kỳ, bản 5 phân. Bản này số 55 ha, 70, dây này không bị sự nha. Nè, 70, 56. Cái này nó không có theo mét ha. Mấy anh đừng nói số tiền ở cái cây đó 5m, 6m mà sao cái này mắc hơn. Tại vì dây đẹp nó xấu, dây đẹp dây xấu nữa mấy anh ha. Cái này nó 3m. Cái này 3m nè mấy anh ha. 3m, nó 3m 3 tấn nè. 3m 3 tấn. Cái này nó có sự. Có sự không? Cẩu là nó có hai đầu dây mấy anh ha, hai đầu móc nè. Đó. Rồi, cái cộng này là số 56, 70 nghìn luôn. 56 rồi, 57. 57 rồi, cây này 9m ha. 9m, cây này nó có một cái đây. Cái gút ở đây nè, đó, một cái bạn gút đây ha. Cái này là cái đầu nó thôi mấy anh ha, cái đầu nó bị tư thôi này nè. Này giùm thơ là thôi. Dây này còn đẹp nha mấy anh ha, dây này đẹp. Rồi số 5780. 5780 ha. Dây này đẹp. 57 rồi, 58. 58. 58. Rồi cái này nó chốc mẹ cái số rồi mấy anh ơi. Nó bay cái số mất tiêu rồi, không thấy được. Cái này rồi, cái này 10m. Trời ơi, cái móc chà bá bự luôn. Cái này 10m. Để tiền coi nó có sự đúng không. Nó cũ rồi chứ nó không có sự mấy anh ơi. Nè, thôi để tháo mẹ qua nguyên cùng coi nó có bị lủng không. Nó bị lủng ở đâu không. Đó, cái này 10m ha. Cái này rồi, cái này nói chung là 10m. Cái quần này mấy anh gà ok nè. 10m có cái móc luôn ha. Dây thì nhìn nó xấu xấu. Đó. Đó. 10m ha. Rồi, ngon lành. Rồi, số 58 là nó 100 nghìn. Nè, cuộn con này luôn. Rồi, cuộn vô đã rồi đó. Bây giờ lên quay video phải mở ra. Mở ra xong rồi mới cuộn lại. 59, cái này 3m rưỡi. 59, 3m rưỡi. Mấy cái cuộn này là nó tải được 3 tấn á mấy anh. Mấy cái cuộn bản to này nè. Đây nè, cộng rất là to nha. Bản này chắc bản 7 phân quá. Rồi, chính xác luôn, nó 7 phân á mấy anh ha. Nó dày tới 3-4 lốp vậy. Mấy cái cuộn này là nó tải 3 tấn á. Mà dây cũ á, thì mấy anh có thể là hình dung tải này để đừng tính làm biếng không tháo. Mà làm phải tháo ra cho mấy anh xem. Để này 3m rưỡi. Đây ha, nó rất là dày ha. Đúng rồi, mấy cái cộng lẻ 2 tấn này là sắp lại đi. Nè, nè. Đó, mấy cái cuộn này á, bản to này á, là nó tải 3 tấn lắm nha. Ít nhất là 3 tấn, còn dài lên là tới nhiều tấn lắm. Rồi, cái này 59 ha, cộng này 80 ngàn mấy anh ha. 80 cho nó cũng xấu xấu đây ha. Rồi, 60. Cái này quên người số rồi, này sẽ mã số cuối cùng đi. 60 nè. 60. 60, cái cuộn này 7m rưỡi mấy anh. 7m rưỡi, bản 5 phân. Rồi, cái này nó đứt cái giọng dây tấn rồi mấy anh ha. Đứt cộng dây để mà thông lượng tấn rồi. Nhưng mà bản mấy bản 5 phân á, thường mấy cái sợi dây này nó tầm là nó 3 tấn trở lên. Cái này 7m rưỡi. Rồi, cái cuộn này không có bị sừ nè mấy anh ha. Nè, đó, lôi cái đầu lên cho mấy anh coi nè. Đó. Ha. Dây này nó dơ thôi. Mấy cái nọng dây này màu xanh nè, mấy anh nhìn nó dơ chứ nó không có bị sừ. Cái nọng dao nè, cái dây nào sừ thì tiền tháo ra cho mấy anh xem. Đó, cái này không sừ luôn ha. Dây này nói chung là khá đẹp nè. Cái này 60 ha, 130 nghìn. Cái này nó bị dơ thôi chứ nó không có bị sừ. Đó. Rồi, 60, 130. Rồi, 61 nè. Ây da, má ơi, cộng này nó nặng. Nó nặng mà cố luôn á.
Rồi 60, rồi 61 nè, 61 cái cọng này. Đây mấy anh thấy cái cọng cáp của nó không? Quá trời đẹp ha. Ôi, không phải là nó quá đẹp mà nhìn nó quá trời xịn đó. Cái này 9,5 m mấy anh ha. 9,5 m, mấy cái cọng bảng to này. 5 phân. Cái này nó tải từ 3 tấn tới 24 tấn nè. Nè, thấy không? Dày mấy anh thấy không? Nó rất là dày. Đậu này nè. Cái này dây này nó còn rất là chắc, nó không bị sừ luôn mấy anh ha, không bị chắc, không sừ luôn. Cái con dây này thì cực kỳ nặng. Con này là mấy ký lô trời. Gần 3 ký lô. Rồi cái cuộn dây này số 61, dây này còn tốt ha, 61 250. Cái này nè, nó 9,5 m mấy anh nha. 9,5 m. Quá trời công dây ha, dây nhìn rất là xịn. 9,5 m. Rồi 61 250. Rồi 62 nè. Ây da. Má ơi mấy cọng dây nè. 62, cái này 62 200.000. Cái bản này bản bản 7 phân ha. Bản 7 phân. Đây. Cái này 10 m luôn. Cái này 10 m luôn mấy anh ha. Nè, tải thấp nhất của nó là 3 tấn. Cao nhất của nó là 24 tấn. 10 m cái bảng này, mấy cái bảng này ủa. Dày. Dày thối thần. Nè, dây này có sừ nha mấy anh ha. Dây này có sừ nè. Đó. Cộng này dây này sừ ha. Thì nó và cộng dây nó để 3 tấn thì mấy anh có thể mà mấy anh tải dây cũ thì mấy anh có thể là tải nhẹ hơn ha, hoặc là mấy anh cẩu kiển, tải kiển rồi đó nè. 62 200.000, 62 200.000 ha. Quá trời cái cọng dây nó bự. 62 rồi 63. Ủa này 66 mà, 63 đâu? À 63 đây. Đây 63. 63 này 5,5 m. 5,5 m mà anh ha. Nè. Cẩu ha. Cái con này 5,5 m, bảng nó là 5 phân luôn. Đó, mấy cái bản 5 phân dày này thì mình tải 3 tấn là thấp nhất. Cái này thà được 5,5 m. Rồi, cái cuộn này 63 100.000 ha. Nhìn không có bị sừ mấy anh nha. 63 100. Rồi 64 nè. 64. 64 cái này 6 m 2 tấn. Cái này 6 m 2 tấn nha, thấp nhất là 6 thấp nhất là 2 tấn. 6 m, cái bảng này bảng 5 phân luôn ha. Rồi 64 100.000. Dây hai đầu đây mấy anh ha. Đây chỗ này có sừng. Đó. Rồi 64 100.000. 65. Đây. 65. Cái này 6 m mà anh ha. 6 m 3 tấn. Của nó là 3 tấn. Có dấu sự đây, để mình tháo rồi. Đưa cái kéo rồi. Nhấc mấy cọng dây này nè, chỗ này nó thấy nó sự đây. Kéo. Đầu nó nè. Đầu nó còn đẹp. Để tìm coi dấu này nó có sự không mà. Đây cái tí xí xì mấy anh ha. Giống như nó bị vẹt vậy đó, bị quẹt vậy đó. Rồi, cái cuộn này 65 150.000 ha. Cái bản này bản 7 phân á. Rồi 66 nè. 66. 66 cái này 2 m. 2 m cái này 2 tấn nha mấy anh ha. Này 2 m 2 tấn. 66. 70.000. Bản 5 phân ha.
6-70. Cuộn này 3,5 m mấy anh, 3,5 m. Ồ, 3,5 m mà bản này bản to thì nó tải cao, tải bản 7 phân thì tải được 3 tấn, thấp nhất là 3 tấn đó. Mấy cái dây này là nó dơ anh, mấy màu này nhìn nó dơ á nè ha, không có bị sự đứt. Rồi cái này 67 ha, 100.000. Rồi 68 nè. Mấy anh xem video mấy anh nhớ cái tấn là dụng số ký nha mấy anh. Trên video mấy anh hỏi cộng đó lại bao nhiêu tấn, bao nhiêu mét, tiền không nhớ, nhiều khi tiền ra ngoài tiền chút đơn á, tiền không có ở ngay chỗ, không có ngồi ngay đóng hàng á, nhiều khi mấy anh hỏi không quên. Cái này 5 m, 5 m, thấp nhất của nó là 3 tấn ha. Thấp nhất của nó là 3 tấn bản to. Mấy cái bản này 7 phân. Nè, cái đầu cạ đầu của nó nè. Nè, thấp nhất của nó 3 tấn ha. Dây này còn đẹp luôn, không có bị sự ha. Màu ngoài nó dơ thôi. Rồi, cái này 68 150. Rồi 69 nè. 69 150 luôn. 69 150, cái này nó 6 m luôn. 3 tấn. Thấp nhất 3 tấn. Cái bản này bản của nó là bản 7,5 phân. Đó, đẹp mấy anh ha. Cái trong dây này còn đẹp nè. Đây có sự không biết, coi coi, để coi từng coi. Thường á, mấy cái mà nó cuộn sọn sẵn gì á, dưới bằng nó có cái tem mạc này nè, cho nên là tiền không có tháo ra để đo. Rồi, cái này không có vấn đề luôn mấy anh ha. Nè. Ây da. Đó, cái dòng đẹp nó sự đây. Nó bị móc sự đó xíu rồi. Tốt lên cái là thiêu xong. Rồi cái này 69 là 150. Rồi cái này 70. Ủa số 70 á. Ủa phải không? Có số không? À ba cuộn này, ba cuộn này không có móc. Cái cuộn này 4 m men ha. Mấy cuộn này dây đẹp nè, bản 4 phân. Rồi cái cuộn này 7,5 m nè. Mấy anh, cái cuộn này là 9,5 m. Ủa 9 m, cuộn này 9 m. Mấy cuộn này đẹp mấy anh ha. Bản này bản 5 phân, bản này bản 5 phân, bản 4 phân ha. Rồi ba cuộn này số 70, 150. Cái này 70 ha mấy anh ha, hết số 70 đó. Cái này lên số là hàng không có số lượng mấy anh ha, hàng cái nào mấy mã lên số là không có số lượng. Còn hàng có số lượng đây nè. Đây. Cái dây này em có số lượng, số lượng nhiều ha. Cái này nó em nó mấy tấn hàng lận. Nó cái dây này thì đời 2021. Cho nên là dây này nó còn rất là đẹp mấy anh nha. Tại vì cái màu trắng thì nó dơ. Đâu rồi? Cái tem đâu rồi? Cái tem nằm đầu này, cha ơi, cuộn mình cũng nhét cái tem vô. Nó khai cái đầu dây móc vậy ha mấy anh ha. Bản thì bản 5 phân ha. Đây, cái dây này thì nó đây nó mới nha. 2021 thì nó mới đây. Đời cao. Đây cái này dây của nó là 5 m ha. Thì cái này nó có số lượng nhiều thì mấy anh cứ chốt là cuộn dây 5 m. Cuộn dây 5 m là giá của nó 100.000 là dây cẩu á nha. Cái này mấy anh cẩu gỗ, cẩu kiển. Cẩu đồ ok nè, này 1,5 tấn ha. Thẳng là 1,5 tấn nè. Bo tròn nè, 1,2 tấn nè. Rồi mình nhập đôi lợi 3 tấn nè. Mình có thể mình gặp nhiều bận. Hoặc là trong ở khoảng giữa này nè, nó có hai cái dây này là dây liền nha. Dây liền thẳng qua, còn cái đây nè nó hai bên nó cặp hai miếng dày nữa nha. Đó. Nó có hai đoạn. Đó. Ha. Một đoạn á, khoảng chừng nó cách ra nó một tầng 1 m á, thì nó có hai cái này đó, để mà mình cẩu to nó mấy anh. Nhiều khi to nó là nó nằm hai cái cạnh hai bên này nè, để một cái lớp dày này nè nó không có bị tróc. Cái hàng này á, là hàng mới dẻo, dây này nói chung là lâu lâu nó có một lần cái dây này luôn á mấy anh ha. 5 m thì mấy anh tha hồ cẩu đồ luôn.
tẩu rồi giờ mình nhập đồ lại, còn mới nhập lại ha. Nè. Nó dây thì hàng màu trắng thì nó dơ thôi. Ha, chứ còn mấy cái này là còn mới tinh hết nha. Nó trắng thì hàng bãi mấy anh, khi mà mấy anh xài hàng trắng mà mấy anh dồn vô bao một lượt một ha, cái dơ nó dính qua cái không dơ là nó cũng đã dơ rồi. Cái này á Tuyền không có bao dơ, nhưng mà Tuyền bao dây dây đứt, dây sừ rồi ha. Đứt sừ là Tuyền kiểm tra là Tuyền bỏ ra ông bên hết rồi. Mà nói chung này cũng có khi sai sót, giống như hôm qua có giao cho anh một anh khách á. Cái dây thì mới tinh hết nhưng mà nó ở phần giữa đâu nó bị lỗi. Thì nó cũng dây lỗi cũng nhiều lắm mấy anh. Lỗi là nhiều khi nha, ở bển ta xài nó bị móc bị sừ gì đó, nó móc nhín giữa chứ không phải là dây cũ. Nè, đó. Dây này á thì em có số lượng nhiều ha. Mấy anh mua số lượng nhiều bao nhiêu cũng có ha. Cái dây này mua bao nhiêu cũng có luôn. Giá của nó là 100.000 một sợi ha. 100.000 một sợi mấy anh ha. Dây màu trắng nhìn nó vậy chứ hàng nó còn rất là đẹp. Còn búa rìu. Búa đóng đinh nè mấy anh. Đây, búa đóng đinh bên em sọn ra hết á thì nó có size 12 nữa ha, búa đều quát nè. Đó. Đều quát có size 12 nữa nè. Size này mấy chú mà đóng đinh để sử dụng gia đình á. Đó. Là nó vậy nè. Đó thì trong đây á đề quát á thì nó có để coi size 12 nè. Size 16 nè, 20, 22 và 28. Thì trong các size này á thì mấy anh có thể là chọn size nào cũng được, mà miễn là 3 cây 250 ha. Thì giống như bữa giờ thì không có size 12. Đó, 16 nè. 20 nè ha. Cái size 16 là nó đẹp nhất. 16 là nó có sơn hết trơn rồi, cho nên nó nhìn nó đẹp. Chữ đề quát là 16 OZ nè ha. 20 OZ nè, đề quát laser 16 20 22, bắt cái quạt qua đây cái con. Đây, 22, cái này nhổ định lại định hai lần nè. Nè, cái hàng nó có khi cái này nó có chống 22. Nó thì em bữa giờ là tiền bán combo 3 cây vậy nè. Từ nhỏ tới lớn 3 size để cho mấy anh dễ sử dụng, tức là lớn nhỏ, hoặc là mấy anh có thể thích số nào thì cứ chọn. Khi hàng này nó hàng lỗi, nó chưa làm cán. Đó, 3 cây vậy thì mấy anh 250 ha. 3 cây 250 thì mấy anh có thể là tra cái như thế này nè. Đó. Cái này là cái ống thun nè. Cái ống thun bên Tuyền, bên shop Tuyền là tha tra vô thấy nó rất là ok. Mấy anh nào mà muốn mua cái ống thun này mà để tra cán thì mấy anh có thể mua kèm theo ha. Thì 1 mét nó 50.000. Cái này là Tuyền mua gửi kèm vô cho mấy anh. Đây Tuyền tra nè mấy anh thấy ha. Cái ống thun này về mình cắt xéo xéo vô theo cái này, cái mình tra vô nè. Cầm nó rất là êm tay mấy anh ha. Cầm nó rất là êm tay luôn. Nè, cái này cái 28 nè. Một đầu chống trượt. Đó. Ha, 28 nè. Thì mấy anh mua lẻ đề quát á, búa lẻ anh mua, mỗi mấy anh mà xài một cây á, mua lẻ thì một cây của nó là 100.000 nha. Đó. Cái dây này xài bền luôn. Hoặc là mấy anh nào khéo thì mình về mình tra cán gỗ. Đó. Này là tiền mẫu tiền tra đó để mà dặn mấy anh mà. Thấy. Rồi, 3 cây như vậy ha. 3 cây là 250 á. Còn búa hát á, búa hát thì bộ 3 cây thì nó 200. Đây. Búa hát cây 16 nè, hát á thì cái thương hiệu của nó là được in chữ nổi luôn mấy anh ha. Nó được in chữ nổi luôn, thì cái chữ này nó không bao giờ phai và nó không bao giờ bay luôn. Cái hàng của hát này á thì nó hàng nó chưa sơn nha. Thì nó phôi nó làm xong hết trơn rồi, chỉ có cái là nó chưa sơn. À, cái này nó bị lỗi nè mấy anh ha. Nè, nó. Nói chung là nó có cái nó bị lỗi. Đó, cái này nó chưa sơn thôi. Cái này mấy anh về có thể làm sơn theo cái mẫu, theo cái màu sơn của mình thích, rồi làm cán thôi ha. Thì cái này nó có nói là 16 nè, 20 nè. Cái 20 này có cây nó sơn rồi nè. Cây 20 sơn rồi nè. Nại đinh bên hông luôn ha. 20 rồi. 20, 22. Nó ba cây này nó chưa mài nè mấy anh ha. Nó nhiều cây nó hàng lỗi, nó chưa mài nè, thấy chưa. Này nó chưa mài nè. Của hát nè ha. Đó, 3 cây như vậy thì 200.000. Của hát thì 3 cây 200.000 ha. Tại vì nó chưa sơn.
chứ còn chất lượng á, chất lượng thì nó cũng như nhau thì thôi à. Nam có thể lấy cái nào cũng được, lấy thông số nào cũng được ha. Rồi mấy anh chốt cái gì thì cứ nhắn cho Tuyền ha, nhắn cho Tuyền đó. Rồi búa rìu, búa rìu tạ nè, cuốc chim nè, cái cúp á, cuốc này 500.000 một cây. Búa tạ nè, tạ này 3,7 kg 500, 4,7 kg 500 ha. Còn 6,7 kg mấy cây đúa này, ủa 5,7 kg cho lên này 550. Còn búa 4LBS này nè là giá 250, còn 3LBS là 200 ha. Đó rồi mấy anh mà sử dụng cái số cái nào thì cứ nhắn cho Tuyền ha. Tuyền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh ủng hộ ha. Xem kênh thấy thích thì cho Tuyền xin một like, và ai chưa đăng ký kênh mà đăng ký kênh đi cập nhật cái video tiếp theo Tuyền đăng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.